thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Kim Cang Bát Nhã. Quý vị có khi mà nói kinh Kim Cang Bát Nhã, quý vị nhận định được liền chữ kinh Kim Cang Bát Nhã phải không? Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa, kinh Kim Cang Ba La đó, Mật Đa kinh đó, Ma Ha là lớn phải không, Bát Nhã là trí tuệ, Kim Cương là thứ trí tuệ chắc chắn không pha mờ bởi vô minh, bởi tất cả những cái tập quán bình thường. Thành ra thứ trí tuệ này là nó giống như một cái gươm báo, gươm kim cương chặt đứt tất cả những sợi dây phiền não. Ba La Mật Đa nó đã bị ngạn, nó đến vào bên kia. Là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa là thứ trí tuệ rốt ráo chặt đứt tất cả những cái phiền não của thế gian. Hôm nay là sư cô tiếp tục phần thứ ba là vấn đề hàng phục tâm mình, phải không? Dạ. Yeah. Người cái vấn đề thứ ba là vấn đề hàng phục tâm mình. Tiếp tục, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải hàng phục tâm mình như thế nào? Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải hàng phục tâm mình như thế nào? Chị nhớ, khi chúng ta tu mà chúng ta muốn là đạt được vô thượng bồ đề, đạt được niết bàn rốt ráo, mình phải dùng gươm trí tuệ là gươm Bát Nhã này nè, chặt đứt tất cả những dây phiền não để hàng phục tâm. Khi mà đối tượng đến với mình buồn vui hờn giận thương ghét mà mình điều phục được nó thì đó là gươm trí tuệ, mình có Bát trí tuệ Bát Nhã mình chặt được nó rồi, phải không? Nên ra đó là hàng phục tâm đó, chứ mình không phải dùng cái phương pháp nào gọi là mầu nhiệm lắm để mình chống chọi nó lại, đúng không? Không phải. Mình có trí tuệ là khi mà buồn giận thương yêu ghét muốn đến với mình là mình biết được, mình điều phục nó liền, đó gọi là hàng phục tâm. Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải hàng phục tâm mình như thế nào? Phật bảo ông tu bồ đề, phàm có 10 loại chúng sanh như thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tướng, vô tướng, phi hữu tướng, phi vô tướng, ta đều khiến cho diệt độ hết vào vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn có nghĩa là không còn dư thừa, niết bàn rốt ráo không còn pháp hữu lậu nữa. Diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như thế mà đừng thấy có chúng sanh nào diệt độ. Đó là gì? Là hàng phục. Mình hàng phục tâm mình có nghĩa là khi mình độ chúng sanh mình không chủ trách, khi giúp đỡ người, khi lo bệnh một người nào đó, giúp đỡ người nghèo khổ hơn mình, thiếu thốn hơn mình, phương tiện ta không có hơn mình giúp đỡ bằng cái tâm thanh tịnh, không chủ trách, không kể lể. Đó, thì cái đó gọi là gì? Mình biết hàng phục tâm đó. Tại vì mình muốn hướng đến vô thượng bồ đề mà. Thành ra mình làm là mình xả bỏ, không chủ chấp vào các tướng, cái thứ tướng này. Tu bồ đề, nếu Bồ Tát thấy rằng ta là người diệt độ chúng sanh, chúng sanh là những người được ta diệt độ, thì Bồ Tát có tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh và chấp thọ mệnh, thì không phải là Bồ Tát thật, phải không? Cái này Đức Phật gọi mình cái gì? Phải lìa tứ tướng. Đọc Phật chịu chỉ. Thật sự ra đó, cái này là để chúng biết hết này, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng là quý vị biết hết rồi. Thành ra mình cũng khỏi cần phải giải thích nhiều. Tuyệt diệu thai hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là thứ trí tuệ cao vút tuyệt vời, nó đưa người đệ tử Phật đến đỉnh cao của trí tuệ, đào tạo cho người Phật tử một sức sống lạc quan tích cực, một tâm hồn vị tha vong kỷ. Với tâm hồn lạc quan vị tha vong kỷ, người Phật tử sống trong thực tế giữa hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp là vũ trụ duyên sanh đó, phải không? Hiện tượng vạn pháp của cuộc đời mà mỗi bước chân đi không rời chân như thật tướng. Đây là ý nghĩa hàng phục tâm đó. Bởi vì mỗi bước chân mình đi, mình làm, mình độ, mình cứu rỗi chúng sanh, mình giúp đỡ người mà mình không có chấp mắc vào tứ tướng đó, mới gọi là gì? Đó là hàng phục tâm. Cái ngã mạn mình không có đưa lên, tức là ta đây là có giúp người, ta đây bố thí nhiều, ta đây làm từ thiện nhiều,
mình không có đưa cái ngã mình lên, ta đây là giúp đỡ cho chùa này chùa kia vân vân đủ thứ, mình không có đưa cái ngã mình lên, mà mình chỉ làm bằng cái sự cống hiến thực tâm của mình, thì gọi là gì? Hàng phục tâm. Một tâm ta có khả năng xây dựng ra 10 pháp giới, thì 10 pháp giới chúng sanh ấy tưởng chúng sanh ấy sanh trưởng ở lòng ta. Nói rõ ra, chúng sanh là những tư tưởng, những quan niệm xuất phát từ ý thức ở lòng ta. Những khái niệm, tư tưởng, vi tế đến thô động, từ trừu tượng đến cụ thể luôn luôn chuyển biến trong tâm thức con người, từ trong tâm giới. Thật sự ra tâm giới di tâm dạng pháp di thức mà sư cô có nói với cho Phật tử trong cái bài di thức học mình học. Tam giới di tâm ba cõi do tâm tạo. Nhược dân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Ba cõi do tâm mà dạng pháp di thức. Dạng pháp vũ trụ này do thức biến. Phải không? Mà mình có học ba cái tánh thức, đó là một là biến kế sở chấp tánh, hai là ý tha khởi tánh, ba là viên thành Phật tánh. Mà cái tánh của vũ trụ dạng pháp là biến kế sở chấp tánh. Và y tha khởi tánh cũng nghĩa là khi nó biến kế, nó nương pháp đó mà nó sanh khởi. Thì nó mới có 10 cõi pháp giới này. Mà tất cả những 10 cõi pháp giới này nó trong lòng của ta. Nếu chúng ta sân giận thì chúng ta sanh cõi là địa ngục. Chúng ta đối khác khổ sở là chúng tội ngạo quỷ. Phải không? Đó. Thì tất cả là do trong lòng ta khởi hết. Nó thành ra đó, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Phật tánh nó vẫn có nằm ở trong vô minh đó, không phải do vô minh mà hết mà Phật tánh mới hiện, mà Phật tánh sẵn có sẵn. Ví dụ như Đức Phật, ví dụ cái như một bầu trời trong xanh mà chúng ta nhìn thấy mây với nó vần vụ trên bầu trời, nhưng thật sự ra mây tan thì bầu trời hiện, mà thật sự ra bầu trời nó đã có sẵn, dù mây tan không tan bầu trời vẫn có sẵn. Vô minh có hay không có, Phật tánh vẫn có sẵn, phải không? Đó, rồi vậy là bóng tối tan ha, là trăng tan á thì bóng tối tan á thì mây hiện, trăng hiện. Đó, rồi á là vô minh hết thì Phật tánh hiện, thì nó sẵn có sẵn ở đó trong tâm của ta. Khi mà vô minh hết thì Phật tánh nó sẵn có. Mà đó mà không có vô minh thì Phật tánh nó vẫn y như vậy thôi. Thành ra á, ý cái câu nói ở phía trên đó mà mỗi bước đi không rời chân như thật tướng, bởi vì chân như thật tướng nó hằng hữu, nó không bao giờ nó xa rời chúng ta. Thai sanh là những loại sanh do kết tinh từ phôi thai. Ở đây chút này là giải thích từ 10 cõi ở trên ha. Nõn sanh là những loại sanh trứng rồi phát triển hình thành từ trứng. Thấp sanh là những loại sanh từ nước. Mà chúng ta học á, căn bản pháp số chúng ta học hết. Bây giờ chúng ta học vô đại thừa cũng ôn lại pháp số, ôn lại căn bản đó hết. Tại vì những này là pháp số mình đã học rồi. Phải không? Thì tự nhiên học đến đây chứ cũng phải gì, cũng phải nói lại từ tứ rồi. Phải không? À, thấp sanh là những chỗ sanh, những loại sanh từ nước, từ chỗ ẩm ướt mà sanh ra. Quá sanh là những loại sanh do biến hóa, do thoát xác mà sanh. Thí dụ như giờ á, con bướm, cái con sâu nó quá sanh thành con bướm, không? Rồi quá sanh này đó quý vị nhớ á, các vị trời cũng là quá sanh nghe, vì chữ thiên trời nó cũng là loại quá sanh, cũng là quá sanh. Ví dụ như các vị trời mà khi mà chúng ta chỉ nhìn đưa mắt nhau thôi là có thai, phải không? Còn tự sanh ra đó là quá sanh đó. Hữu sắc là những loại có hình sắc, có sắc chất. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái tất cả những cái gì mà có sắc chất gọi là hữu sắc, là có sắc, phải không? Vô sắc vậy là những loại tư tưởng nương giá sắc chất hình hài, giống như những cái gì diện là lên đồng lên bóng, nó phải nương giá vào thân của chúng ta để nó lên sát, phải không? Nhưng sự thật nó không có cõi, không cõi nào thực thụ của nó, của họ đó, nó là gọi là vô sắc, do sự tưởng tượng mà có, do sự mình mê tín dị đoan mình lập lên một cái cảnh giới nào đó để là chúng ta nương vào, thì đó là thuộc về mê tín, đó là cõi vô sắc đó. Phi hữu tưởng là những loại tư tưởng vi tế không còn có tướng thô, có nghĩa là phi hữu tưởng do sự tưởng tượng của chúng ta thôi. Tất cả cái này do sự tưởng tượng chúng ta
là không còn cái tướng thô, cái nghĩa là vi tế, mình do tưởng tượng giống như cõi Atula. Nhưng mà sự thật cõi Atula có không? Không có, do sự tưởng tượng mình là nghĩ ra cõi Atula là cõi đó sân giận, nhưng mà cõi Atula nó nằm đâu? Nằm trong thức con người của mình. Đó, mình sân giận lên nó nói mày cái cô đó có sống ở cõi Atula, mình nói ra là sân giận liền, nói ra là tâm hồn nóng nảy lên liền. Thì cái đó là do sự tưởng tượng của mình ra, do tướng thô của mình, do sự tưởng tượng mà bằng cái sự thô của mình mà nó có cái này, không còn tướng thô có nghĩa là do cái sự tưởng tượng mình mà nó quá ra khỏi Atula. Phi vô tưởng là những khái niệm vi tế gần như bạc hẳn, không còn khái niệm. Phi vô tưởng là những khái niệm vi tế gần như bạc hẳn, không còn khái niệm, giống như trong tâm thức của chúng ta lúc có lúc không, phải không nhỉ? Gọi mười phương, gọi mười loại sanh ấy là chúng sanh, vì giả chúng duyên nhi sanh, vì nó là giả, nó duyên như nó cắt pháp mà nó sanh, nó thành ra nó mới hình thành được. Thành ra nó mà hình thành được thì nó cũng là giả. Thân chúng ta cũng là giả, giả chúng duyên nhi cộng thành, thân chúng ta kết hợp cho tất cả đất nước gió lửa hợp thành thân chúng ta, nó là gì? Nó là giả, nó không thật, mà do nhiên duyên nhi thành, duyên nhi sanh, do nhiên mà thành. Đấy, nó kết hợp từ những yếu tố, tất cả các yếu tố mà hình thành thân thể của chúng ta. Bất cứ cái gì ở trên cõi đời này nó có là do duyên sanh, nhưng mà nó không thật có. Vâng, ví dụ như nói là chung ché lưu hũ, nó có từ đất, phải không? Nhưng mà nói lưu hũ chung ché là đất không phải đúng, mà cũng không phải là không đúng, mà nói đất là lưu hũ chung ché cũng không đúng, mà tất cả là do duyên sanh mới thành ra lưu hũ chung ché, mà ngoài đất thì không thể nào có lưu hũ chung ché, phải không? Đó, mà nếu mà lưu hũ chung ché này có là do từ đất có, mà nói đúng thì không đúng, mà không đúng đó là đúng đó, là mình phải hiểu cái nghĩa nó là như vậy đó. Bởi vì á, không có có không, mình nó lẫn lộn tùm lum, cho mà mình phải dùng gì trí tuệ để mình nhận thức nó, chứ không phải mình thấy nó là đã thật, mà nó là giả chúng duyên nhi cộng thành, nó chỉ là một cái giả duyên thôi, mà tất cả do cái duyên khác hợp lại mới thành. Cố viết chúng sanh tất cả đều nương các duyên mà sanh khởi, nên gọi là chúng sanh, là Bồ Tát cần diệt độ, dần diệt độ trừ, diệt trừ độ tận tất cả, khiến cho chúng vào vô dư niết bàn. Nói rõ hơn, Bồ Tát cần xóa sạch hình bóng tác động cho đến khái niệm vi tế của chúng sanh trong tư duy, trong ký ức của mình, diệt độ xóa sạch hết mà quên đi mình là người diệt độ và chúng sanh là đối tượng bị diệt độ. Thấy không? Mình làm mình không chịu trách tất cả những các pháp mình làm, tất cả pháp hữu duy. Như ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói, ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói là ai có biết không? Ngài Huyền Giác này là ai biết không? Huyền Giác, quý vị học quên hết rồi. Trong Chứng Đạo Ca, ngài Huyền Giác nói là chính ngài là tổ sư của Chứng Đạo Ca mình vừa học rồi. Tên của ngài nói cho đủ là Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư, mà trong Chứng Đạo Ca là mình đã học hết là 56 bài Chứng Đạo Ca, mà học xong rồi không biết tác giả là ai. Đó. Thành ra trong cái bài này nè, trong cái bộ kinh Kim Cang này nè, lấy từ ở trong kinh Viên Giác ra nhiều lắm, không phải chưa mà Chứng Đạo Ca nhiều lắm, không phải, tại vì những cái câu nó phù hợp với chân lý. Cái gì phù hợp chân lý gọi là kinh? Tại sao kinh Pháp Bảo Đàn gọi là kinh? Bởi vì đó, những gì mà nói phù hợp chân lý, có nhân có quả trong đó gọi là kinh. Mà cái nào mà ta bác đi cái lý nhân quả thì nó không gọi là kinh. Đó, tất cả những cái pháp nào, cái giáo lý nào mà ta viết, người ta đưa vô nó không có lý nhân quả đó, thì cái đó là ma nói chứ không phải Phật nói. Bởi vì sao? Phật dựa vào cái lý thuyết đó là nhân quả. Vâng, mình có tạo nhân mình mới có kết quả, có tu tập mới thành được vô thượng bồ đề, không tu tập làm sao thành tựu được. Phải không? Rồi có ăn đói ăn nó mới no, mà đói không ăn làm sao no được. Mình nói không mà cầu cạnh không, cầu nguyện không để no không có được. Sư cô nghe hòa thượng giảng một cái đoạn hồi xưa đó, hòa thượng còn trẻ, thì tất cả quý thầy mới đi về miền Tây á, muốn giảng cho một ăn cư kiết hạ. Thì hồi đó kinh điển không có nhiều, không có được giống như bây giờ đâu, lấy trong từ bộ Phật học phổ thông ra giảng, phải không? Thì xuống đó ông thầy kêu giảng hết cái bài để sáng ngày mai á
cho một hòa thượng khác dạng đó, tại vì xuống đó đông, thế là tối nào ông thầy đã lấy ông giảng hết rồi, bao nhiêu trong đó đông cả hết. Sư cô nghe hòa thượng giảng kể thì sư cô chỉ lời thật thực lại tất cả những gì hòa thượng nói thôi. Cái xuống cái ông kia ông nói mẹ nó nói hết trơn những gì tôi nói, ngày mai tôi chuẩn bị cho ngày mai nói, ông lên nói hết trơn rồi, ngày mai tôi lấy gì tôi giảng đây. Thành ra tức cái giảng cái bài của mình giảng đi, nhưng mà giờ chưa hết, lấy hết luôn cái của ông kia giảng luôn. Thế là ông kia ông xuống ông tức quá, ông quạo, ông nói bài của tôi chuẩn bị cho ngày mai ông nói trơn, ngày mai tôi nói gì đây. Có nghĩa là hòa thượng nó cái tư tưởng lúc đó mình nó cục bộ, nó không được phát triển, kinh sách chưa nhiều đó, thành ra có nhiều mới đem lên giảng hết bao nhiêu, không có để cho người khác giảng đó. Thành ra trong kinh này hòa thượng cũng dẫn chứng những câu của ngài Quyền Giác Thiền Sư đưa ra, phải không? Cho nên Dính Gia Quyền Giác Thiền Sư tất nhiên là ngài tác giả của bài Chứng Đạo Ca, viết 56 thi kệ mà mình đã học rồi, quý vị nhớ nha. Chứ nói ngài Quyền Giác Thiền Sư tôi cũng không có gì biết, quý vị không biết đó. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai, ngũ quẩn là gì? Năm cái quẩn của mình đó, sắc thọ tưởng hành thức, đúng. Phù hư nó là giả, nó không thật, không khứ lai. Mà cái này á, dự bổn hỏi sư một lần sư cố nhớ hoài, cứ hỏi khứ lai là gì, sư nói khứ là đến là đi, dự bổn thì cái nhớ cho khứ lai là quá khứ, vị lai là, nhớ không đó. Không khứ lai là ngũ quẩn, phù hư nó là giả, nó không thật, nó không đến, nó không đi, khi cần thì nó sẽ hiện hữu, mà khi cần thì nó sẽ hiện hữu đó. Tam độc thủy bào hư sức một, tam độc là gì? Tham sân si. Giỏi quá, chị chặt vào đây. Tới đây con vừa giỏi lắm. Tam độc thủy bào nó giống như bọt nước đầu gần, ha. Nó lúc có lúc không, hư sức một, lúc có lúc không, lúc nó xuất hiện lúc nó mất, một là mất đi. Xuất và xuất hiện, một là mất đi, lúc có lúc không, nó đâu phải nó có hoài, phải không? Khi con người chúng ta tỉnh thức thì chúng ta là Phật. Mà chợt vô minh đến thì nó là chúng sanh. Thành ra chúng sanh Phật, chúng sanh Phật, một ngày chúng ta không biết bao nhiêu lần chúng sanh mà không biết bao nhiêu lần Phật. Phải không? Nó ẩn hiện trong tâm thức của chúng ta hoài. Thành ra tam độc nó giống như bọt bèo. Mà nếu chúng ta diệt hết bọt bèo này rồi thì sao? Một cái biển trong xanh mang mát, nó rộng mênh mông nó hiển hiện ra. Đó. Biển nó dơ, nó bẩn là do bọt bèo. Mà hết bọt bèo biển nó còn không hào. Tâm thức chúng ta đau khổ, phải không? Sân hận, thù oán, là ghét bỏ, yêu thương, tất cả là do gì? Do tâm độc. Mà tâm độc nó không có thì tâm thức chúng ta sao? Nó là thanh tịnh, là giải thoát, là niết bàn. Thành ra ngài Quyền Giác Thiền Sư nói ngũ quẩn phù hư không có lai, là sắc thọ tưởng hành thức nó là giả dối, nó không thật. Đó. Vạn vật không ngoài năm quẩn, nhưng xét cho tột, ngũ quận chỉ là sự hợp tan, vô minh không ngoài tam độc, nhưng tư duy cho cùng tam độc tụ tán như bọt nước đầu rệt. Phải không? Năng độ và sở độ chỉ có thể dùng khi còn, phải không? Năng độ sở độ bởi vì sao? Năng á tất nhiên là có khả năng rồi, sở độ là cái người khác bị mình độ, mình độ được gọi là bị độ, phải không? Mà khi á, là năng độ sở độ còn thì còn vô minh, mà khi là nó mình không còn độ nữa thì nó không còn nữa, phải không? Năng độ và sở độ chỉ có thể dùng khi còn. Khi còn là gì? Khi còn tam độc, khi còn vô minh, khi còn ngũ quẩn. Đó. Năng độ sở độ chỉ có thể dùng khi còn, ý là cái gì? Còn tam độc, còn vô minh, còn ngũ quẩn. Còn thì nó còn năng độ và sở độ. Mà khi vô minh, ngũ quẩn hết rồi thì năng độ, sở độ mình không cần nữa. Mộng lý minh minh hữu lục thú, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác ngộ không không vô đại thiên. Ở trong Bát Cõi Ma bài thứ hai của ngài Dĩnh Gia Quyền Giác Thiền Sư nói đó. Mộng lý minh minh hữu lục thú, khi con người mình còn mơ còn mộng thì có sáu cõi luân hồi, phải không?
mình mơ mộng được cái này, mơ được cái kia, tưởng tượng được có cái này, tưởng tượng có cái kia, thì sáu nẻo luân hồi nó còn trong tâm thức chúng ta, phải không? Thì nó có sáu cõi. Con người còn mê muội trong lúc trong sáu nẻo luân hồi đó, mộng lý minh minh ngũ lục thú, con người còn mê muội trong sáu nẻo luân hồi và nó không còn có tác dụng lúc giác hậu không không vô đại thiên. Đến lúc giác rồi thì cõi tham thiên đại thiên trở thành nhất chân pháp giới, cảnh giới bất nhị. Nhất chân pháp giới là mình cũng học trong ngày Huyền Giác Thiền Sư rồi. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không cực lạc ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Bởi vì sao? Mình nói trên trái đất này bao nhiêu cõi? Có cõi một hà là cõi ta bà, nhưng mà mình chia ra nhiều nước, phải không? Thì nhiều khi người ta nói tưởng đâu tưởng tượng với một người bình thường, thì nhiều khi ta nói á, là ở đó là cõi ở nước Pháp, cõi ở Mỹ, cõi ở Canada, cõi Việt Nam. Nhưng sự thật đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, là bởi vì sao nó chia ra nhiều nước. Cõi nhất chân không sắc không tâm nó có chỉ có một cái thôi đó, cõi như nhau không cực lạc ta bà, bởi vì cực lạc ta bà trong tâm của mình. Khi mê thì đó là ta bà, mà giác là cực lạc. Cõi như nhau không cực lạc ta bà, nó bằng nhau thôi, đúng không? Bởi vậy Bồ Tát hàng phục tâm mình bằng cách xóa hết năng độ và sở độ ở lòng mình đó. Cái hàng phục tâm mình đó là xóa hết năng độ và sở độ, xóa hết người bị giúp và người giúp, xóa hết tất cả những giống như là bây giờ nếu quý vị mà người nào thiếu nợ quý vị đó, quý vị đòi không được quý vị bỏ, không còn nhớ nữa, không còn nhớ, không còn là lưu luyến luyến tiếc nữa. Vợ chồng cũng vậy, có đủ duyên đến hết duyên đi, không cần phải mà nhắc nhở hoài những kỷ niệm xưa vì nó không làm lợi ích gì cho chính bản thân mình. Mà nắm không được, phải không? Nắm không được, bỏ không xong thì cái đó là mình gì còn năng độ và sở độ, còn chỗ chấp, năng chấp và sở chấp, phải không? Năng chấp là mình, sở chấp là cái đối tượng đó, mà mình còn nắm trong tâm thức hoài đó, mà mình đã muốn diệt bỏ thì mình phải diệt bỏ cái đó. Ở đời chỉ có bao nhiêu thôi, mà nếu quý vị diệt được rồi thì gì, tâm quý vị an lành, đi đâu cũng thoải mái. Để diệt được rồi, trời ơi, nay tôi bỏ ông xã tôi đi, ở nhà tôi gì tôi thoải mái, không cần vướng bận nữa, phải không? Đó, ví dụ như cô Vũ chở sư cô đi hoài, sư cô sợ ông xã có giận hờn, không có sư cô, con đâu đó con quyết định đâu đó rõ ràng rồi. Con đi là gì, con đã làm hết mọi việc rồi, con đi con tự tại, không còn lo nữa. Nếu còn lo đi không được an lành, phải không? Lúc nào tâm hồn trong lòng mình nó cũng đánh lung tung hết trơn, là phải gì, để về lo cơm lo nước cho chồng cho con, cho đủ thứ giờ giấc. Nó là sợ ông hiểu lầm mình cái này cái kia, mặc dù lớn lớn chứ nhiều khi tâm thức con người mà đó, nó cần cái gì, nó cần sự gần gũi, nó cần sự nói chuyện, cần sự an ủi cái gì đó. Mà đôi lúc mình đi suốt ngày mình không quan tâm gì hết, đôi lúc mình cũng sợ, không con lo hết rồi. Vững vàng để đi đó, thành ra mình đi với cổ mình mới yên tâm, phải không? Tại vì lúc nào cổ cũng chở mình đi hết trơn á. Đấy, đó là gì, năng độ sở độ mình đã quyết định được rõ ràng, mình đi mình không còn đó là vướng bận, thì cái đó mình mới buông được. Thật sự đó, nếu mà chấp nhận buông được mà ta đau khổ mình cũng ok nữa. Bởi vì sao? Mình muốn lìa để được giải thoát, phải không? Mình muốn lìa được giải thoát thì cái vấn đề đó cũng không có gì gọi là tội lỗi. Nhưng mà với đối tượng thì mình nhờ hoài thì mình cảm thấy gì, tội nghiệp người đó lo lắng cho mình hoài, sợ gia đình không được yên ổn, ví dụ vậy. Nhưng mà nội trong nội bộ họ biết, trong gia đình họ biết được mọi thứ đó, họ lo được, họ ngăn chặn được, họ biết được, thì giữa tự tại cả hai người, phải không? Tại vì mình sống ở đời không thể để lìa đời được, mình sống trong pháp hữu vi không thể nào lìa được pháp hữu vi được hết á, phải không? Mình sống trong pháp hữu vi mà mình nói vô vi không thì nó giống như ảo, đó là mình sống ảo, nó không thật. Bởi vì mình còn vướng bận mà, thành ra mình đời mình phải sống, mình đối xử cho nó sự cân bằng. Thì tu là mình tu, nhưng mà cái gì cho nó, gì cho nó phe đó, và lo lắng cho mọi thứ cho nó cân bằng một chút đó. Bởi vì Bồ Tát hàng phục tâm mình bằng cách xóa hết năng độ và sở độ ở lòng mình. Bồ Tát thấy rõ là vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức Pháp thân, phải không? Vô minh thật tánh tức Phật tánh, bởi vì cái thật tánh của vô minh nó là Phật tánh. Mà bởi vì á, là khi con người mình còn vận động, còn tham lam, còn si mê, còn khù khờ, còn dại dột, thì đó là vô minh.
Mà khi con người mình diệt hết cái sự vô minh, tham lam, khù khờ, dại dột, si mê, đần độn đó thì mình hiển hiện Phật tánh đó. Ảo quá không thân tức pháp thân. Cái ảo quá không thân nó là pháp thân, bởi vì pháp thân nó hiện hiện khắp mọi nơi mọi chốt, phải không? Thì là mình biết tam độc thủy bào hơn sức bột, tam độc nó hết rồi, nó diệt hết rồi, thì giác hậu không không vô đại thiên, thì cái phần giác nó khắp cả cái vũ trụ bầu trời này, phải không? Đó thì cái bài thứ ba chúng đây là chúng ta học hết cái bài này đi, rồi lần sau chúng ta sẽ tiếp tục bài mới. Thì chúng ta hôm nay học bài ngắn thôi, đến đây thôi, để chúng có câu hỏi nào để hỏi thêm không? Cái bài này hay lắm ạ, rất là hay. Cái kinh Kim Cang này hay lắm. Về sau, từ đó về sau là hàng phục tâm không? Hàng phục tâm, muốn tạo dựng một cõi Phật là chúng ta phải tu như thế nào để tạo dựng một cõi Phật? Muốn thành Phật có tạo dựng chúng ta như thế nào? Có nhiều lần muốn lấy cái đoạn đó để giảng cho Phật tử trong cái ngày lễ tu của mình đó, là lễ của mình để Phật tử hiểu, mà đôi lúc họ không, tôi đọc trong kinh, họ không hiểu thì gì, nhiều khi nó cao, cao quá mà mình nói gì tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến tật kiến, kiến thủ giết không thủ, họ không hiểu. Thành ra mình, họ phải nắm những cái căn bản, cái pháp số thì mình mới nói vô cái đó, họ mới nắm được, phải không? Còn không có đó, mình nói ngang cái đó thì nó khó. Cô sao bây giờ là mật kinh ba la mật hả? Dạ. Ba la mật, mật kinh, cái này là mật chỉ của Đức Phật. Ba la mật, dạ. Ba la mật, bát nhã ba la mật có nghĩa là thuộc về đáo ngàn đến bờ bên kia. Ma ha là lớn, bát nhã là trí tuệ, ba la mật là đáo bị ngàn, có nghĩa là đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia. Dạ. Đã không còn trở lại cõi đời này nữa. Trở lại. Dạ, cái đấy là cái tên của ký tự của kinh. Nếu mà dịch theo cái tiếng Việt của mình, thì nó thuộc về đáo biển ngàn. Ba la mật là đáo biển ngàn. Dạ. Bát nhã là trí tuệ, ma ha là rộng lớn. Còn ba la mật là đáo biển ngàn, là đến bờ bên kia. Trí tuệ vô biên để cho mình đưa mình cho tới. Dạ. Thì chữ cái tự kinh đó, cái tự kinh là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Yeah. Kim Cang có nghĩa là gì? Nó là một loại kia là cứng, một trí tuệ sắc bén. Nó yeah. giống như một cái gương mà quý vị cái thường thường quý vị coi trong mà kiếm hiệp hoặc là những loại gương kiếm mà của Nhật hồi xưa mà họ đi thời mà chưa có súng đó. Họ chiến tranh bằng kiếm, mà những loại kiếm nó bén đó. Cái sợi tóc mắt nó đưa về cái chuyện mình cô chỉ quơ qua thôi là tóc nó đứt làm hai rồi. Bây giờ có những loại gươm bén đó, quý vị thấy đi, Nhật họ bắt những loại cá lớn thiệt là lớn á, cả mấy trăm ký ngàn ký đó, cái dao của họ có biết không, nó để xuống cái thì nó đập một cái là coi như nó thẳng một đường, cá lớn thiệt lớn, đập một cái gảnh một cái thôi, nó chỉ gạch thôi là chỉ kéo cái nhẹ thôi, thì cái trí tuệ là nó sắc bén, nó là kim cương mà, là loại trí tuệ sắc bén. Ma Bát Nhã là trí tuệ, mà kim cương là loại sắc bén, là một loại trí tuệ sắc bén, chặt đứt hết tất cả những sợi dây quyền não của mình, mà nói gì nó đã đạt được bên bờ bên kia rồi, đã không còn ở bên bờ sinh tử luân hồi nữa. Nãy sư cô nói cái tâm của mình có những cái có nhiều loại tâm á, mà những cái tâm đó là nó do là sư cô dùng cái chữ biến giới, là nó tâm mình tạo ra mọi thứ vũ trụ ở ngoài, đúng đúng, thì mới gọi là biến giới, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi. Yeah. Thay đổi liên tục tại vì sao? Tâm của mình nó tạo ra 10 pháp giới. 10 pháp giới. Dạ. 10 pháp giới. Tâm địa ngục, tâm chúng sanh, tâm ngạo quỷ, tâm cõi Atula, tâm thanh văn, tâm nhân giác, tâm Bồ Tát, tâm Phật. Nhược nhơ dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ứng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Thì là mười nhược nhơ dục liễu tri là chúng ta phải nên biết. Nhược nhơ dục liễu tri chúng ta phải cần phải hiểu rõ, liễu rõ. Nhược nhơ dục liễu tri nếu chúng ta muốn biết rõ. Ba đời mười phương Phật. Ba đời là gì? Ba đời là quá khứ, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà gọi là mười phương Phật luôn. Đông Tây Nam Bắc. Yeah. Đó, mấy vị biết mười phương Phật.
mười phần ứng quán pháp với tánh là các ngài quán sát cái tánh của này là tánh của pháp giới, mà pháp giới trong pháp giới là gì, là vũ trụ, là mười cõi. À, ứng pháp giới, ứng quán pháp giới nhất thiết do tâm tạo, là tất cả đều do tâm mình tạo nên. Quý vị nói mười cõi, quý vị đừng tưởng tượng rằng có địa ngục, không có đâu. Địa ngục trong tâm ta, súc sanh trong tâm ta, ngạ quỷ trong tâm ta. Dạ, nếu quý vị đói khát quá thì đó là cõi địa ngục. Mà đại trần gian này chứ không phải là đào ở dưới ba tấc đất là bao nhiêu thức đất, địa ngục dưới không bao giờ có, chỉ là đất mà thôi. Đừng có thấy nghĩa địa đó mà địa ngục ở trong đó là địa ngục, không phải. Địa ngục trong tâm con người. Khi chúng ta làm ác là cõi địa ngục đã hiện hữu trong tâm chúng ta rồi. Chúng ta đói khát thì cõi ngạ quỷ trong tâm chúng ta rồi. Địa ngục không có thiệt, không có thật. Địa ngục là cái giả danh, địa ngục đó là tâm thức của chúng ta tạo ra mà thôi. Bây giờ những người tù tội đi, phải không? Những người tù tội thì bây giờ những người mà là gặp gẫm là hàng nghìn tỷ đồng, bây giờ bị bắt phải không, bỏ tù, cả dòng họ bà con đưa vô tù tội hết, thì đó là gì? Địa ngục rồi. Do ai tạo? Do mình tạo. Do mình lừa dối, gian trá, gặp gẫm tất cả mọi thứ. Còn đến cuối cùng phải có cái nhân quả thôi, chứ không có nhân quả thì tại sao đó là mình vô đó được. Không có nhân quả thì xã hội này nó loạn, con người mình không còn cái gì gọi là tình người nữa. Phải không? Nó gạt gẫm lẫn nhau, nó giết chóc lẫn nhau. Kẻ mạnh hiếp yếu, phải không? Kẻ mạnh hiếp yếu, thành ra là nó không còn cái công lý nữa. Từ biết bao lâu nay cô sống trên là xương máu của người ta, thì bây giờ phải cô phải vào tù để phải trả việc nợ xương máu chứ, phải không? Chứ đâu phải mà nếu mà không có nhân quả thì cô đâu có ngồi trong, đâu có đứng trước đó là vành móng ngựa. Phải có nhân quả chứ. Nhân quả hiện hiện mà quý vị đâu có hiểu. Ôi sư cô nghe là tin tức mà nội mà cho hối lộ không mà nghìn tỷ đồng không, mà sư cô thấy là mình thấy bắt sợ rồi. Mình một đồng cũng không có mà họ nghìn tỷ không. Họ cho hối lộ mà cả nghìn tỷ, khủng khiếp không trời. Thấy họ khủng khiếp luôn thì đó, cuối cùng là sao? Mình cũng phải ra đứng giúp mà vành móng ngựa thôi. Bởi vì mình nắm quyền nè, mình mạt sát người khác nè, mình coi thường người khác, mình chà đạp người khác bằng quyền lực của mình khi dùng tiền, dùng trí tuệ ảo của mình để mình gạt gẫm người ta, thì cuối cùng mình phải trả một cái quả cho nó xứng đáng chứ. Trên đời này công lý không bao giờ sai. Ta nói lưới trời lầm lộng, một mảy lông cũng không lọt, phải không? Vì đó là cái cấm cân công lý. Nếu lọt thì trên đời này á là con người sao mà sống nổi, phải không? Dù xã hội phong kiến hay ta bây giờ hiện đại, cái chân lý nhân quả Đức Phật nói từ xưa nay giờ nó vẫn hiển nhiên là gì, không bao giờ thay đổi. Cái gì nên nhớ. Và thành ra mình nói mình muốn được nhân dược liễu tri, mình muốn biết được cái cõi đời của mình, cái quả báo của mình đời trước thì mình thấy cuộc sống hiện tại, mà muốn biết được tương lai thì mình phải biết việc làm trong hiện tại của mình để tương lai mình sẽ chiêu cảm quả báo như thế nào. Quý vị không có luồn lách được. Ta nói luồn lách cái gì được chứ, luồn lách nhân quả không có được, phải không? Thành ra đó, quý vị đừng nghĩ rằng mọi trên đời này quý vị qua mặt người ta được, vô cướp chỗ này, vô giật chỗ kia, thế nào cảnh sát cũng bắt được. Một ngày không được thì hai ngày không được thì cũng có ngày để gặp được thôi, chứ không thể nào mà anh giật là lưới được hoài. Anh đang ở đời chỉ cần con người mình sống tốt, sống phải, sống đúng với chân lý thì chúng ta đã có được cái sự giải thoát giác ngộ hiện tại trong đó rồi. Địa ngục mười cõi trong tâm chúng ta hết, không ngoài ai khác. Bây giờ chỉ thí dụ đi, vợ chồng sống không hạnh phúc, ông này bà nọ đi, cái đó là địa ngục không? Địa ngục chứ cô, tâm thức con người mình đau khổ lắm, phải không? Trên đời này không có gì nặng bằng chữ ái, phải không? Tâm thức mình đau khổ dằn vặt, nó làm cho con người mình coi như là mất ăn mất ngủ, điên đảo, không còn tỉnh táo được. Phải trải qua thời gian mà vết thương vẫn còn, nhiều người cả đời nhắc hoài, phải không? Do đó là cái ái là cái nặng nhất của thế gian, bởi vì cái ái mới có sanh tử luôn rồi. Đó, mà quý vị chỉ cần coi như là đổ vỡ một lần thôi, bị gạt gẫm một lần thôi, quý vị đau khổ biết bao nhiêu. Có nhiều tự chết không chịu nổi được cái đó, phải không? Thành ra trong cõi đời này địa ngục đâu? Địa ngục đâu? Ngay chân đó đó. Địa ngục ngay lúc mình làm sai, chứ không có đợi qua trong tức khắc nào hết á. Còn gì nữa không? Mười cõi là nhớ nha, quý vị đừng nghĩ rằng là ảo tưởng,
cái vô sắc giới đó là quý vị nghĩ rằng là có địa ngục, là có cõi địa ngục đó là vô sắc giới nha. Tại vì nó không có sẵn. Atula, ngạ quỷ, súc sanh, tất cả đó là cõi, cõi vô sắc giới không đó. Nó là vô sắc giới. Bởi vì do mình tưởng tượng mình tạo nó ra, chứ nó không có thật, là gọi là vô. Nó không có. Nó cái nào sắc giới là cái gì, những cái mình gờ mó nắm bắt được cho rồi là sắc giới. Còn những cái kia nó không có phải là cõi mình gờ mó nắm bắt được. Rồi chưa ha? Rồi vậy thôi, sư cô mời đại chúng chấp tài hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ai là Phật? Sư cô mời đại chúng nghỉ.